Hello các bạn nha. Hôm nay lại tiếp tục đi đánh ong khoái đây. Hiện tại đã thấy một tổ. Hôm qua mình đi đánh toàn là phấn. Hôm nay thì ra cái địa điểm mới này, không biết là có mặt hay không. Đây, hiện tại đã thấy một tổ này. Đây. Đó. Cái tổ ong nó từ cái chiều ngang ấy thì nó rất là dài luôn, nhưng mà cái chiều sâu xuống thế này thì tổ này chưa thấy sâu mấy, không biết có mặt hay chưa. Sẽ làm khói lên thử xem có mặt hay không. Cứ tình hình cứ nắng này thì tầm chục hôm nữa thì bắt đầu thì mật nó mới có thể nhiều. Còn bây giờ thì mình không đánh thì người ta không đánh. Hôm trước mình có đi đánh cái ong mật đấy, mình thấy 5-6 tổ. Mình để lại hôm qua mình đi xem người ta cắt hết rồi. Đó, đâm ra chỗ mình thì hàng trăm thợ. Mình để thì không để được. Ở chỗ mình ấy thì hôm nay để khả năng mai người ta lại ra đến thì người ta lại cắt đi. Nó đâm ra mình để thì nó hơi phí. Nó phí cái thời gian hôm nào thì mình lại quay lại thăm ấy. Người ta cắt đi thì mình lại mất công các bạn. Thì cho dù được bao nhiêu thì bộ này mình quyết định lên đánh. Hơi chói nắng này. Khói đã làm xong rồi các bạn nhé. Hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ đốt khói cầm lên thôi. Mình sẽ giữ cái cây bé này lên này. Bắt đầu lên các bạn nhé. Cái bé này liền không biết có đến được cái tổ ong. Khói không biết có cháy không. Ui tổ ong. Ong to thế. Ui. Đến rồi bạn. Siêu dài luôn. Ui. Ai da. Ui. Ong rơi rồi. Ôi, bên đang có bánh tổ với bé các bạn. Này thì hỏng rồi. Tổ này quân của nó rất nhiều. Ôi dù. À chứ có gì đâu. Tiếc thế. Ôi mình hôn các bạn á. Xem có tí gì không. Ôi tiếc thật. Ôi mình làm có đống phấn. Tổ này kiểu gì nó cũng chạy các bạn. Tiếc thật. Tổ này quân của nó rất nhiều luôn. Ôi. Cái này có mỗi tí mật. Kiểu gì nó cũng chạy. Khó mình lên mình cắt cho. Cắt được các bạn. Này các bạn ơi. Tổ ong sau này cái bầu của nó to dài như này. Mà tổ này mới về thì chưa có nhộng.
đang lấy phần thôi, còn mỗi tí mật ở cái đoạn trên này. Ôi khó mới lên, kiểu gì cái tổ này nó cũng chạy. Mình sẽ cắt đi các bạn nhé. Ôi tiếc thật. Bên này các bạn, ô bên này vẫn có tí mật này, khá nhiều các bạn ạ. Cái này cắt thôi. Tổ này kiến thực sự là quá rất nhiều. Phấn hoa tổ này không cần phải nói, rất nhiều luôn. Ôi chỗ này mình cắt trúng mật rồi. Cắt trúng một nửa mật đấy các bạn. Này, cái phần này khả năng là mình nhặt về thôi. Đây là không có nhộng, nó không ở tổ này đâu. Kiểu gì nó cũng chạy thôi. Tiếc thật. Đây này. Này. Đây các bạn. Không biết có đường nửa lít hay không. Phần hoa kia khả năng là mình để lại cho tụ ăn. Giờ mình sẽ dừng máy đi xuống các bạn nhé. Vừa đánh xong các bạn ơi. Tủ mới về, màu mật như thế này các bạn ơi. Đây này. Vàng nhạt, cái đầu mùa thì mật nó vàng nhạt thôi. Đầu mùa thì cái mật nó long láng các bạn nhé. Đấy. Tủ này được nửa lít vậy thôi. Đó, tiếp tục đi tìm các bạn nhé. Rất to luôn. Đó. Ôi trời nắng. À, khói thì làm xong rồi các bạn nhé. Tủ này lại thêm một cái tủ rầm rạp đây. Chắc chắn phải đốt khói rồi mới cầm lên thôi. Đây, đến cái tủ ống không cần phải nói, quá là rộng. Tiến hành lên các bạn nhé. Ây giời, lại có kiến nữa cơ. Thế mình đã khó rồi còn cộng thêm kiến nữa. Kiến này chỉ là kiến nhiều này. Ây giời. Ôi tủ này to đây các bạn ơi. Tủ này cũng khá to đây. Tủ này thì chắc chắn nó có sáp rồi, khỏi phải nói. Tủ này ôi khói thì mình đến rồi. Tụi này chắc mình không quay được. Mình thấy các bạn ơi, khói đến rồi, khói bay rồi, khói đến rồi các bạn. Khói đến, khả năng là mình đi tiếp cận thôi, tí sợ nhất là ít khói. Ôi kiến nhiều đây. Mình phải treo lên, lên cao ạ. Tổ này sáp to lắm. Bây giờ quan trọng nhất là mật thôi. Chưa bay hết các bạn. Này rộng hôm nay sao mà sang được nhỉ. Ôi nghe tiếng bay. Ôi tổ này bầu mật, sao toàn phấn thế này á. Ôi ong đầu mùa này thì toàn phấn các bạn, chán thật. Này sạp to đấy.
Đập này. Đầu mùa đi bắt ong không sướng vì mật nó ít quá các bạn. Ai không bắt thì người ta cũng bắt, mà bắt thì lại không nhiều mật. Mình sẽ dừng máy phát cái chỗ này đi được các bạn. Ong đầu mùa thực sự là quá là chán đó các bạn. Đây các bạn có thể thấy cái bánh tổ này khổng lồ cái này, mà cái bầu mật này, tổ này còn tạm được này. Đây, chỗ này là mật hết này, nhưng mà phấn hoa thì nó hơi nhiều. Trời ơi, chán thật. Đây các bạn này, bầu mật này. Đó, cái phần bên dưới là phấn hoa nhiều. Chán thật. Mình thấy phấn hoa nó nhiều hơn cây mật. Này đầu mùa ong chán thật. Đây, mới tí mật rồi các bạn. Này không biết là có được một lít hay không. Mình sẽ trên hành lọc. Ai da, lại khó. Chà, tủ này tủ nào cũng có phấn nhiều này. Biết thế vừa nãy là mình nhặt cái phấn kia. Kiểu gì mình mật không được nhiều. Ô, một bên cắt trúng mật hết rồi. Bên này trúng mật đấy các bạn. À, một bên trúng mật. Một bên có phấn hoa. Sao đây chúng mất đấy. Ôi, chúng mất rồi. Ai, chán thật. Mật đầu mùa rất loáng luôn. Đây các bạn. Ai da, tủ này. Ơ, nát thế gì á. Ong dưới đây. Rồi, bị cuốn rồi. Thật kệ rồi. Nào mình dừng máy đi xuống các bạn nhé. Vừa đánh xong các bạn. Chán cái đầu mùa mật. Đã ít rồi là còn loáng nữa. Đây này. Cái màu vàng nhạt. Nó còn gần ngả màu xanh xanh. Tủ to thế mà được có tí mận như này này. Đây, cái hai tủ các bạn nhé. Hai tủ đều to luôn đấy, nhưng mà mật được có mấy tí rồi. Chán. Mà không đánh thì người ta cũng đánh. Giờ mình lại tiếp tục đi tìm các bạn nhé. À, tiếp tục một tủ các bạn. Tủ này to, nhưng mà không biết mật như thế nào. Tủ này thấp thấp thôi. Tủ này thì ở, đứng ở mặt đất cát thôi. Cái tủ này quá là thấp luôn. Giận thế này. Lần này ông phái chỉ có mần mấy thì chán lắm các bạn ơi. Bên kia các bạn ơi. Cái này to. Đây, bên kia các bạn. To đùng luôn. Để đây các bạn ơi. Cái này to này. Đây.
Ui dồi. Chỗ này to này. Đấy, chỗ này to này. Ui. Bày ra các bạn. Ui. Định quay một tí cho các bạn xem nhưng mà bộ này dữ quá. Bày ra các bạn. Khói đã làm xong rồi các bạn nhé. Chỗ này mình sợ nhất là dữ. Đấy là đuổi mình rồi. Nó khói đi. Nó đi xa gần đây. Tủ này không gần được. Nó cầm khói đi chưa về nhá. Cháy chưa? Đây đây đi đi. Đi. Cứ giữ khói nhiều nhiều được. Chưa vội vàng nhá. Bóng to chưa? Đi tránh tránh ra, tránh ra tí nào. Đi chưa? Đi đi, đi, đi sang. Chưa vội nhá. Không cho khói, khói vướng. Đây đi. Đây các bạn. Rất to luôn, cầm khói nhé, dưới khói nhé, to thật. Đây cho khói xuống dưới kia đi, khói xuống dưới kia, đấy đấy, đẹp các bạn không? Rồi sướng đi, ai à, cầm khói đi, khói 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 trên này à, ui, khói cái phấn hoa nhiều thế nhỉ? À, đợt này cái ong có mật, có mỗi tí kia đấy. Hoa nhiều lắm. Có tí ở đây đấy. Đấy, khói đi được rồi. Mời đây các bạn. Chỗ này còn khá khá tí. Ôi, tưởng to thế này mà đầu mùa mật chán thật. Rồi, để khói đây. Treo lên cắt nhiệt, treo chứ. Wow, to thế này mà mật là kém thế này. Ấy ấy cái này đi. Yeah. Cái này vướng à, chưa cắt đâu. Đấy. Đây mật đây các bạn, toàn là phấn hoa thôi. Hoa nhiều, cắt cái phấn hoa trước đã. Yeah. Ở đây. Nếu mà tay đỡ bên dưới nha, thì nó rơi đi. Cắt chiều xuống đấy đấy, gần chúng rồi đấy, đấy chúng rồi đây. Đấy, cắt riêng ra cái phần đầu mùa ong cũng hoa nhiều quá các bạn ơi. Đây các bạn, phấn hoa, phấn hoa này rất là thơm các bạn nhé. Lên cao một tí xem lọc cái này, cắt chúng vào đấy đấy, lên hẳn xem thôi. Đây còn phấn hoa đây, cắt đi. Đấy bữa nào có thì lọc cái số đấy thôi. Đấy cái đoạn trên còn một tí nữa. Yeah. Ờ đấy. Đấy, cả bên này nữa. Cắt hạ, hẳn cả bên này nữa. Đấy, đấy. Đây. Bên dưới đi, đấy. Ôi, bên này chúng hết rồi đấy. Đây, bên này không có phấn đâu. Ừ. Cắt thế bên kia này cắt có. Cắt bên kia thôi. Chỉ cắt bên kia thôi, bên này để lại đi. Tủ ong ở bát đây. Đáng lẽ những cái tổ ong nếu mà ở dưới mùa như thế này thì nó phải có những cái tổ làm mật nhiều ấy, nó phải lên hàng yến các bạn. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là chỉ được 1 lít vậy thôi.
Ôi, nó chẳng cắt hết mật bên này rồi đấy. Đấy, bên này còn gì nữa? Kia còn một mấy chống phấn nữa. Đây này, cái đoạn trên này đây. Đấy. Đây, đây này. Cái này á? Ừ. Thấy được rồi. Đấy, đấy hết rồi à? Cắt cái chỗ bên dưới này đi. Lọc xong mới tí bầu về tí. Cái này có cắt đi không? Không, cái để cắt bên dưới này. Chỗ đấy là chúng mà đấy, cắt vào bên trong đây. Ừ. Xem không, chỗ nào không có mặt phải mới cắt thôi. Đây, từ đây cắt hẳn một đường lên. Đấy, đấy, yeah. đấy. Cắt mạnh vào thôi, cắt này thì nó không cắt được. Vớt hẳn lên trên này đi. Không, đây, chéo hẳn lên đi. Đây. Cắt lên đây đi à? Ừ. Đây, trên này là cắt rộng thế. Đây, phấn hoa đây, cũng còn mà. Cắt mỏng mỏng thôi. Đã ít mật rồi, cắt dày tí thì không có mật. Đấy kia còn một chấm đấy. Đấy thế nào. Đây các bạn. Đây khả năng là được một lít rồi. Tổ to thế mới được có một lít các bạn. Đây tôi bắn đây. Nhìn cái bánh tủ này. Trời ơi. Cá nong đầu mùa lắm. Còn lấy xíu. Lót cái túi bóng vào. Rồi lấy một tay đỡ ở bên dưới rồi mới dẹp hai bên. Này mới cắt đúng không? Ờ đây, dẹp hai bên. Cái dẹp sâu một tí bởi vì lấy cái tay đỡ ở bên dưới rồi. Cái dẹp sâu một tí. Đấy. Đấy đưa nha. Vỉa lại ấy. Đấy, à, chỗ này được cái nhỉ? Này chắc được một lít rồi. Thật sự là cái đầu mùa này thật sự là kiếm được một cái lít mật ong không đơn giản các bạn. Đó. Tổ này gì thấp. Đây. Ngay mặt đất. Đây, tay mình chạm vào này. Bánh tổ rất to luôn. Đầu mùa đây, đưa xuống đây. Ôi được, chỗ này được. Đây các bạn, đồ này thì chắc chắn là 1 lít rồi. Đây. Cái này khá là dày nhá. Đây để lại cho nó sinh sản thôi. Nào bây giờ xe mình sẽ đi ra thôi. Đây, mặt đấy các bạn nhé. Cầm khói nhá, cầm khói cả cái kia đi. Để mình sẽ dừng máy đi ra các bạn nhé. Đây. Có vẻ tổ này là nhiều nhất này. Xời. Cái đầu mùa khi mau mật như thế này các bạn nhé. Nó chỉ vàng nhạt thôi. Đây, 3 tổ đây. Đó, 3 tổ ong khổng lồ mà được. Chắc cũng chỉ được gần 3 lít thôi. Mình nghĩ không đến 3 lít, 3 tổ ong. Có cái tổ này là được nhiều nhất này. Tổ này chắc là hơn 1 lít một tí. Ý giời ơi. Đó, đầu mùa thì mật nó rất là hiếm luôn. Đây này. Ôi trời ơi. Khả năng là mình nghỉ trưa rồi các bạn. Buổi sáng được 3 tổ này thì hơn 2 lít vậy thôi. À, khả năng video này mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nhá. À, buổi tối chúc các bạn xem video vui vẻ nhá. Hẹn các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.